đến với video tiếp theo chúng ta thưởng thức những cái tác phẩm xanh của nhà vườn Hùng Siếc trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Một tác phẩm xanh có tên là Nghênh Phong Cuốn Thủy. Tác phẩm tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn cũng là một tác phẩm xanh.
Và đây là bóng dáng tổng thể theo phía ngược lại. Chia tay với tác phẩm Xanh Cổ của anh Hùng Siếc, chúng ta đến chia sẻ tiếp theo, cũng là một tác phẩm xanh. Đó là một tác phẩm xanh của ông Phạm Văn Quý, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là tác phẩm Cẩm Thị, cũng của ông Phạm Văn Quý, Hoài Đức, Hà Nội. Và chúng ta cùng quan sát một tác phẩm Cẩm Thị với một vóc dáng, một tạo tác của một công trình nghệ thuật sinh vật cảnh đẹp như thế này. Tiếp theo chúng ta đến với tác phẩm xanh của ông Tạ Viết Trọng, Chương Mỹ, Hà Nội.
Tác phẩm Xanh Tam Đa của ông Dũng Trinh, Hội Sinh vật Cảnh thành phố Việt Trì. Với tác phẩm Xanh Tam Đa, Đỗ Sinh xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.